nhớ mình xem live nha. Ok. Hello, xin mời nhớ mình xem live nha. Ok. Rồi mình đi câu này nữa nha. It's a nice day. It's a nice day. It's a nice day. Yes, it's a beautiful day. It's a nice day. Yes, it's a beautiful day. Ok. Hôm nay rất là đẹp. Đúng rồi, ngày hôm nay rất là đẹp luôn. Ok. Chữ này chữ y nè. Mình gắn với chữ t và là s. Mình gắn cái chữ s sẽ đạo và là s. S. Cái chữ s mình kéo hơn cho nó dài ra ha. A nice day. A nice day. Chữ này chữ ơ, nhưng bình thường ta nói chữ ơ nha. Nice. Nice. Chữ này I. Chữ n gắn vào là nice. Cái mình gắn cái chữ f vào là nice. Nice. Day. Day. Chữ này a. Chữ d mình bật lưỡi gắn vào day. Thì mình sẽ gắn từ từ vào thôi. It's a nice day. It's a nice day. It's a nice day. Cái chữ S này nè, mình kéo cái hơi cho nó dài ra thì nó sẽ luyến vào chữ ơ nè ha. It's a nice day. It's a nice day. Yes, it's a beautiful day. Chữ này là chữ E. Chữ giờ mình gắn vào là chữ Y. Mình gắn cái chữ E vào là yes. Yes. Cái này là it is. It is a beautiful day. Thì các bạn có thể nói tắt là it cũng được nha. Nó tắt lại giống như trên đây nè. Ok. Chữ này chữ Y. Gắn chữ T vào là it. Gắn chữ S vào yes. Khi mà mình tắt lại ha. Yes. A beautiful day. Chữ này chữ ơ, nhưng bình thường ta nói chữ ơ nha. Cái là beautiful. Beautiful. Chữ này chữ U nè. Chữ này chữ ơ. Chữ này là chữ ơ. Mà dấu nhấn nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề, nó nghe không bỏ dấu. Tất cả mấy âm còn lại bỏ dấu quyền. U, ờ, ờ. U, ờ, ờ. Chữ giờ mình gắn vào là U. Chữ U mình nhớ chu chữ môi nha. Mình gắn chữ bờ vào pew, pew, pew. Chữ T biến thành chữ D tiếng Việt nhẹ. Pewder, pewder. Chữ F mình đưa hơi nhiều ra, mình gắn vào phở, phở, pewderful. Cái mình đá lưỡi tiếng L lên pewderful, pewderful. Day, day. Chữ này là A. Chữ D mình bật lưỡi gắn vào day. Thì mình sẽ ghép từ từ vào yes, it's a beautiful day. Yes, it's a beautiful day. It's a nice day. Yes, it's a beautiful day. It's a nice day. Yes, it's a beautiful day. Okay. Rồi, mình đi lướt câu dưới nha. Do you live around here or are you visiting? Do you live around here or are you visiting? Bạn sống ở gần đây hả? Hay là bạn từ nơi khác đến đến tham quan chỗ này? Do you live around here or are you visiting? Ok. Chữ này là chữ U, chu môi. Chữ D mình bật lưỡi ra. Do. Chữ này là chữ U, chu môi. Chữ giờ mình gắn vào U. Live around here or are you visiting? Chữ này là chữ Y. Chữ L mình gắn vào là chữ Lia. Mình gắn cái chữ V vào là live. Live. Around here. Chữ này là chữ ơ. Chữ này là ao. Mà dấu nhấn bé xíu nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề, mình sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu quyền. Có nghĩa là ơ, ao. Ơ, ao. Chữ R mình chu môi ra. Around. Around. Mình gắn cái chữ N vào. Around. Around. Mình gắn cái chữ D vào around, around here. Do you live around here or are you visiting? Chữ này là chữ Y nè. Chữ H mình đưa cái hơi ra here. Mình cong lưỡi chữ R vào here, here or are you visiting? C ngược hai chấm là O hấp má. Cái mình cong lưỡi chữ R lên or. E hai chấm là O thường không có hấp má. Mình O, cái mình để chữ R và là or. Or, you visiting. You visiting. Chữ này chữ U nè. Chữ giờ mình gắn vào là you. Cái này là visiting. Visiting. Chữ này là chữ Y. Chữ này là chữ Y. Cái chữ mà giống như một la mã, nó là chữ Y ha. Mà dấu nhấn bé xíu nó nằm ở đây.
thì nguyên âm bên tai phải liền kề sẽ nói nghe không bỏ dấu, tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. I i i i i i. Chữ vờ mình gắn vào là via, chữ rách mình gắn vào là dìa, via dìa. Chữ t này mình sẽ biến thành chữ đờ tiếng Việt nha, via dìa đìa. Cái mình ngân cái chữ n ra, via dìa đèn, via dìa đèn. Thì bây giờ mình sẽ ghép từ từ vào. Do you live around here or are you visiting? Do you live around here or are you visiting? Bạn sống ở gần đây hả? Hoặc là bạn từ nơi khác đến thăm chỗ này. Do you live around here or are you visiting? Okay, rồi mình đi lướt câu dưới nha. I'm on vacation from Korea. I'm on vacation from Korea. Okay, chữ này là I am, thì mình có thể nói tắt lại là I'm on vacation from Korea. Chữ này là I, cái mình khép môi chữ M lại. I'm on vacation from Korea. E hai chấm là chữ O, mình gắn với chữ N là chữ on. Vacation. Chữ này là A, chữ này cũng là A. Chữ ơ với chữ n là chữ ơn, mà dấu nhấn bé xíu nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ nói nghe không bỏ dấu, tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu quyền ha. Có nghĩa là a on. Chữ v mình gắn vào về. Chữ k mình bật cổ gắn vào k. Chữ sờ nặng mình gắn vào shun. Vacation. I'm on vacation from Korea. E hai chấm là chữ O, mình gắn với chữ M là chữ ôm, ôm. Chữ R mình chu môi ra rum. Chữ F mình đưa nhiều cái hơi mình luyến vào from. I'm on vacation from Korea. Chữ này là chữ ơ nè, chữ này là chữ y, chữ này là chữ ơ, mà cái dấu nhấn bé xíu nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề sẽ nói nghe không bỏ dấu, tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu quyền. Có nghĩa là ơ. Chữ k mình sẽ bật cổ gắn vào k. Chữ r mình chu môi ra ri. Mình gắn cái chữ O vào Korea. Thì mình sẽ ghép từ từ vào I'm on vacation from Korea. Okay. Do you live around here or are you visiting? Do you live around here or are you visiting? Yeah. I'm on vacation from Korea. Okay. Rồi mình đi lướt câu dưới nha. That's cool. Are you having a good time? Okay, tuyệt vời. Bạn đi chơi có vui không? That's cool. Are you having a good time? Okay. Chữ này là L. Chữ D mình đưa lưỡi qua giữa hai răng ép rung. Cái mình gắn cái chữ T vào. That. Mình gắn cái chữ sờ vào, mình đưa hơi cho nhiều ra. That's cool. Chữ này chữ U, chu cái môi ra. Chữ K mình bật cổ cool. Mình đá chữ L lên cool. That's cool. Are you having a good time? E hai chấm là chữ O, cong lưỡi chữ R là R. Chữ này chữ U, chu môi. Chữ giờ mình gắn vào là U. Having a good time. Chữ này là L. Chữ này là chữ Y. Đáng lý nó có cái dấu nhấn ở đây mà nó bị thiếu nha mọi người. Thì dấu nhấn nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề sẽ nói nghe không bỏ dấu, tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. L-E. Chữ H cái mình đưa hơi gắn vào How. Mình gắn cái chữ V vào via, cái mình ngân cái chữ ng ra vàng. Having. Are you having a good time?
Chữ này chữ ơ nhưng bình thường ta nói chữ ờ nha. Good time. Chữ này chữ ua mà không có chu môi. Chữ g mình gắn vào là gua. Ok. Rồi gắn cái chữ d vào là good. Good. Ok. Time. Chữ này là I. Chữ t bật lưỡi giữa hai răng. Gắn vào t, t, time. Gắn cái chữ m vào time. Ok. That's cool. Are you having a good time? That's cool. Are you having a good time? Ok. Tuyệt vời. Bạn đi chơi có vui không? Ok. Bạn đi chơi có vui không? Rồi. Mình đi lưu câu dưới nha. Yes. There are many things to see. And I'm taking a lot of pictures. Yes. There are many things to see. And I'm taking a lot of pictures. À, có. Tôi đi chơi rất là vui. Có rất là nhiều nơi để mà tham quan. Và tôi cũng chụp được rất là nhiều hình nữa. Yes, there are many things to see, and I'm taking a lot of pictures. Chữ này là chữ E nè. Chữ G mình gắn vào là chữ Z. Mình gắn cái chữ S, vì mình gắn cái chữ S vào. Yes, yes, there are many things to see. Chữ này là chữ E. Chữ D mình đưa lưỡi qua giữa hai răng ép rung. There. Cái mình cong lưỡi chữ R và there are many things to see. A hai chấm là chữ O. Cong lưỡi chữ R lên là are. Many, many. Chữ này chữ E. Chữ này là chữ Y. Mà dấu nhấn bé xíu nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. E, I, E, I. Chữ M gắn vào là me. Chữ N gắn vào là ni, là many, many. Yes, there are many things to see. Chữ này là chữ I. Chữ S mình đưa lưỡi qua giữa hai răng thổi hơi. Sia, sia. Mình ngân cái chữ ng ra. Sing, sing. Mình gắn cái chữ Z vào. Things, things. To see. Chữ này chữ U, chu môi. Chữ T bật lưỡi gắn vào. T, t, to. C. Chữ này chữ Y. Chữ S xe đạp gắn vào C. Yes, there are many things to see and I'm taking a lot of pictures. Chữ E với chữ N, chữ N. Nhưng mà bình thường người ta nói chữ N nha. Chữ này là I. Khép hai mâu lại ra chữ M. I'm taking a lot of pictures. Chữ này là A. Chữ này là chữ Y. Đáng lý nó có cái dấu nhấn ở đây mà nó bị thiếu nha mọi người. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. A, I, A, I. Chữ T mình bật lưỡi gắn vào T, T, T. Chữ K mình bật cổ gắn vào K, K, kìa. Take it. Cái mình ngân chữ ngờ ra. Taking, taking. Chữ này chữ ơ nhưng mình người ta nói chữ ờ nha. A lot of pictures. A lot of pictures. A hai chấm là chữ O. Gắn với chữ T là chữ odd. Chữ L gắn vào là chữ lot. O với V là of. Một hồi mình sẽ luyến cái chữ T này qua cái chữ of thành chữ D tiếng Việt nhẹ. A lot of. A lot of. Pictures. Pictures. Chữ này là chữ I. Chữ này là chữ O. Có thích hợp chữ R sẵn rồi đấy. Tại vì nó có cái ngoéo ở đây nè. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. Có nghĩa là ear, ear. Chữ b mình bật hơi gắn vào p, p, p. Chữ k mình khựng cổ lại p, p. Chữ ch mình gắn vào ch, ch. Picture. Mình gắn chữ z vào pictures, pictures. Ok. Rồi mình cứ đi từ từ mình ghép vào. Yes, there are many things to see, and I'm taking a lot of pictures. Yes, there are many things to see, and I'm taking a lot of pictures. Cái chữ này chữ Z nhưng mà các bạn có thể nói chữ S cũng được nha, để cho nó nhanh gọn ha. Yes, there are many things to see, and I'm taking a lot of pictures. Rồi, mình đi lướt câu dưới nha. Do you live in their city? Do you live in their city? Do you live
In this city. Okay. Bạn sống ở thành phố này hả? Bạn sống ở thành phố này hả? Okay. Do you live in the city? Chữ này chữ U chu môi nè. Chữ đờ mình bật lưỡi gắn vào. Do. Chữ này chữ U chu môi. Chữ giờ mình gắn vào. You. Do you live? Chữ này chữ ia nè. Chữ L mình gắn vào là lia. Mình gắn chữ L vào là love. In their city. Chữ này chữ y. Gắn cái chữ N lên in. Their city. Chữ này chữ y nè. Chữ đờ mình đưa lưỡi qua giữa hai răng ép rung. Their. Mình gắn cái chữ S vào. Theirs. Cái này là city. City. Chữ này là chữ y. Chữ này là chữ y. Mà dấu nhấn bé xíu nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề nó nghe không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. Ia, ị, ia, ị. Chữ sờ xe đạp gắn vào. Xia. Chữ T biến thành chữ đờ tiếng Việt. Đi. City. City. Do you live in this city? Do you live in this city? Bạn sống ở thành phố này hả? Okay. Rồi ở dưới đây mới trả lời là Yeah, I'm just here with my kids. Yeah, I'm just here with my kids. And they wanted to come to the park today. Yeah, I'm just here with my kids. And they wanted to come to the park today. À, tôi sống ở đây với mấy đứa nhỏ và hôm nay mấy đứa nhỏ muốn đi công viên chơi. Yeah. Chữ này là chữ E nè. Chữ này là chữ Ơ. Chữ giờ gắn vào là yeah. Nhưng mà bình thường chữ này người ta sẽ nói là yeah. Yeah. I'm just here with my kids. Chữ này là I. Mình khép hai môi lại là ra chữ M. I'm just here. Chữ này là chữ Ơ nè. Cái chữ ch gắn vào ch. Mình gắn chữ S vào church. Church. Ok. Chữ T này mình câm cũng được nha mọi người. Here. Chữ này chữ I nè. Chữ H mình đưa hơi ra. Here. Cái mình cong chữ R và here. Here, I'm just here with my kids. Chữ này chữ I nè. Chữ W mình gắn vào nó là chữ W. Mình đưa lưỡi qua hai răng thổi hơi chữ S. With my kids. Chữ này là chữ I. Chữ M mình gắn vào là my kids. Chữ này chữ I. Chữ K bật cổ gắn vào kia. Gắn cái chữ D vào kid. Gắn cái chữ Z vào kids. Kids. Okay. Yeah, I'm just here with my kids. Yeah, I'm just here with my kids. And they wanted to come to the park today. And they wanted to come to the park today. Okay. À, anh thường live vào 10 giờ rưỡi tới 11 giờ mỗi tối nha. Okay. Chữ này là A. Chữ đờ đưa lưỡi qua giữa hai răng ép rung. They wanted to come to the park today. E hai chấm là chữ O. Gắn với chữ N là chữ on. Chữ này là chữ ia. Mà dấu nhấn bé xíu nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói nghe không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. On ear. On ear. Chữ W gắn vào là won. Chữ T gắn vào tear. Mình gắn chữ D vào Ted. Ted. Wanted. Wanted to come to the party today. Chữ này chữ U chu môi. Chữ T bật lưỡi gắn vào to come to the party today. Dấu mũ với chữ M là chữ âm. Chữ K bật cổ gắn vào k, k, come. Chữ này giống với chữ bên đây nè. Chữ U chu bật lưỡi gắn vào to the party today. Chữ này chữ Ơ nè. Chữ Đ ép lưỡi giữa hai răng ép rung gắn vào giờ. Giờ. Nhưng mà bình thường chữ này người ta nói chữ giờ nha. Park today. Ok. E hai chấm là chữ O. Chữ B bật lưỡi vào p, p, po. Cong lưỡi chữ R và là par. Gắn cái chữ K và là park. Park today. Chữ này chữ Ơ nè. Chữ này E. Mà dấu nhấn nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói nghe không bỏ dấu. E y nó vẫn là E. Tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. Ơ quyền ờ.
có nghĩa là ê, chữ t bật lưỡi gắn vào t, chữ đờ bật lưỡi gắn vào day, today. Yeah, I'm just here with my kids. Kids, kids. Chữ D thì mình chạm lên và mình bật ra cái chữ chữ Z hoặc là chữ S cũng được. Hai cái chữ D mình khỏi bật ra để không thôi nó khỏi bị khựng. My kids. And they wanted to come to the party today. Yeah, I'm just here with my kids. And they wanted to come to the party today. Okay. Rồi mình đi lướt câu dưới nha. What's a good place to visit in their city? What's a good place to visit in their city? What's a good place to visit in their city? Ở thành phố nào có chỗ nào đi chơi được không? Okay. Ở thành phố này nè, có chỗ nào ok để đi chơi không? Okay. Rồi. A hai chấm là chữ O, gắn với chữ T là chữ Ot, chữ W gắn vào là chữ What. Gắn cái chữ S đưa cái hơi cho dài ra. Was a good place to visit the city. Chữ này chữ ơ nhưng mà bình thường người ta nói chữ ờ nha. Good. Chữ này chữ ua không có chu môi. Chữ g gắn vào là gua. Gắn cái chữ d vào là good. Place to visit the city. Place. Chữ này là a. Chữ l gắn vào là lê. Gắn cái chữ b vào play. Gắn cái chữ S vào place. Place. To visit in the city. Chữ này chữ U, chu môi. Chữ T bật lưỡi giữa hai răng. Gắn vào t, to visit in. Chữ này chữ Y nè. Chữ này cũng là chữ Y. Mà dấu nhấn bé xíu nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề, nó nghe không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. Y, 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 y. Chữ V gắn vào via, gắn chữ Z vào dìa, via dìa. Chữ T giữ lại một hồi mình sẽ luyến qua chữ Y thành chữ đờ tiếng Việt nhẹ. Visiten, visiten. Chữ này chữ Y, gắn cái chữ N vào in, visiten, their city. Chữ này chữ Y nè. Chữ đờ đưa lưỡi qua giữa hai răng ép rung dìa, gắn chữ E vào theirs, city. Chữ này chữ Y nè, chữ này chữ Y mà dấu nhấn bé xíu nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề nó nghe không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. Y, 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 y. Chữ sờ xe đạp gắn vào xia. Chữ T biến thành chữ đờ tiếng Việt nhẹ đi. Xê đi, xê đi. Thì mình sẽ ghép từ từ vào. What's a good place to visit in the city? What's a good place to visit in the city? Mình có thể luyến cái chữ T qua chữ in thành chữ đờ tiếng Việt nhẹ là resident. Resident the city. What's a good place to visit in the city? Okay. Rồi mình đi lưu câu dưới nha. Where have you been so far? Where have you been so far? Bạn đã đi chơi được những đâu rồi? Bạn đã đi chơi được những đâu rồi? Where have you been so far? Okay. Where have you been so far? Chữ này là chữ E nè. Chữ W gắn vào là chữ where. Cái mình cong lưỡi chữ R là where. Where have you been so far? Chữ này E, chữ H mình đưa hơi gắn vào have. Cái mình gắn cái chữ V vào have. Have you been so far? Chữ này chữ U nè. Chữ giờ mình gắn vào là you. Been so far. Chữ Y với chữ N là chữ in. Y, N, in. Chữ B gắn vào là been. So far. Chữ này all. Chữ S xe đạp gắn vào so far. Ok. E hai chấm là chữ O. Chữ F gắn vào là for. Cái mình cong lưỡi chữ R là for. For. Where have you been so far? Where have you been so far? Ok. Rồi, mình đi lướt câu dưới nha. This was my first stop. So, and I was going to look at my maps. This was my first stop. This was my first stop. This was my first stop. I was going to look at my maps. Okay. Rồi. Chữ này là chữ Y nè.
chữ đờ đưa lưỡi qua giữa hai răng ép rung. There. Mình gắn chữ F vào there's. There's. Where's my first stop? E hai chấm là chữ O. Chữ W gắn vào là chữ W. Gắn chữ Z vào là was. Was my first stop. Chữ này là I. Chữ M gắn vào là my. First stop. Chữ này chữ Ơ có thích hợp chữ R sẵn rồi nè. Nó có cái ngoéo ở đây nè. Chữ F gắn vào là for. Gắn chữ F vào là first. Gắn chữ T vào là first. First. Stop. A hai chấm là chữ O. Gắn với chữ B là chữ up. Up. Chữ T gắn vào là top. Gắn chữ A vào là stop. Stop. Ok. This was my first stop. And I was going to look at my maps. Chữ này là I. Cái này là was. Giống bên đây nè. A hai chấm là chữ O. Chữ W gắn vào là chữ W. Gắn sẽ qua là was. I was going to look at my maps. Going to. Chữ này là O. Chữ này là chữ I. Mà dấu nhấn bé xíu nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề. Nói nghe không bỏ dấu. Nguyên âm còn lại bỏ dấu huyền. All ear. All ear. Chữ G gắn vào là go. Gắn cái chữ ear vào go ear. Mình ngân cái chữ ngờ ra. Going. Going to look at my maps. Chữ này chữ U nè. Chữ T bật lưỡi gắn vào t, t, to look at my maps. Chữ này chữ U không có chu môi. Chữ L gắn vào là lua. Mình gắn chữ K vào look. Look at my maps. Ơ với T là at. My. Chữ này là I. Chữ M gắn vào là my. Cái này là maps. Chữ này L. Chữ M gắn vào là ma. Gắn cái chữ B vào là map. Gắn cái chữ F vào là maps. Maps. Ok. Rồi mình cứ ghép từ từ vào. This was my first stop. This was my first stop. Cái chữ ST này và ST này mình xài chung ha. Mình xài chung first stop. This was my first stop. I was going to look at my maps. Ok. Rồi. Mình đi lướt câu dưới nha. I recommend going to the waterfront in downtown. I recommend going to the waterfront in downtown. Và em nên đi đến cái khu bờ sông ở trung tâm thành phố. Ở cái waterfront á, là giống như là mình nhìn ra một cái bãi sông hoặc là một cái bãi biển á, mà nó ở trong cái trung tâm thành phố á. Okay. I recommend going to the waterfront in downtown. Okay. Chữ này là I. Cái này là recommend. Recommend. Chữ này chữ E nè. Chữ này chữ O. Chữ E với chữ N là chữ N. Mà chữ này nó có hai dấu nhấn luôn. Dấu nhấn ở đây nè. Và ở đây nữa. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu huyền. Cho nên là mình sẽ có là E, O, N. E, O, N. Chữ R mình chu môi ra, ra. Chữ K mình bật cổ, k, k. Chữ M mình rắn vào là man. Recommend, recommend. Mình bật chữ D gắn vào recommend, recommend. I recommend going to the waterfront in downtown. Chữ này O, oh. Chữ này chữ I. Mà dấu nhấn nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề, nó nghe không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu huyền. All ear, all ear. Chữ G gắn vào go. Gắn cái chữ ear vào go ear. Mình ngân cái chữ ng ra. Going, going. I recommend going to the waterfront in downtown. Chữ này chữ U nè. Chữ T bật lưỡi gắn vào t, t, to the waterfront in downtown. Chữ này chữ Ơ nè. Chữ D đưa lưỡi qua giữa hai răng ép rung. The. Nhưng mà bình thường ta nói chữ giờ nha. Water. E hai chấm là chữ O. Chữ này là chữ Ơ. Mà dấu nhấn bé xíu nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề, nó nghe không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu huyền. O, 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 O. Chữ W gắn vào là wa. Chữ T biến thành chữ D tiếng Việt nhẹ. Water, water. Cong lưỡi TR vào the water. Water front in downtown. Dấu mũ với chữ N là chữ N. Chữ R chu môi gao run.
chữ F đưa cái hơi nhiều ra, front, front. Chữ T để dành một hồi mình luyến qua chữ E thành chữ D tiếng Việt nhẹ là frontend, frontend. Chữ này chữ E nè, gắn cái chữ N vào là N. Một hồi mình luyến chữ T qua thành chữ D tiếng Việt nhẹ, frontend, frontend, downtown. Chữ này là out, chữ này cũng là out. Ở đây nó có hai dấu nhấn luôn, thì cái chữ này mình sẽ nói ngang hết. Ok, chữ D bật lưỡi, down, đáp lưỡi chữ N lên, down. Chữ T gắn vào, town, đáp lưỡi chữ N, town, downtown, downtown. Ok, thì mình cứ ghép từ từ vào. I recommend going to the waterfront downtown. I recommend going to the waterfront downtown. Ok, bạn nên đi đến cái khu bờ sông ở trung tâm thành phố nha. I recommend going to the waterfront downtown. Okay. I recommend going to the waterfront downtown. Okay. Rồi, hôm nay mà chúng ta sẽ dừng ở đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã tập luyện chung đến giờ phút này nha. Okay. Ngày mai chúng ta lại gặp lại 10:30 tới 11:00 ha. Các bạn có thể xem lại trên YouTube hoặc là các bạn có thể vào group Zalo để nhận bài cũng được nhé. Ok. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bye bye. Bye bye. Ok. Bye bye mọi người nhé. À, nếu như bạn nào cần có người kèm âm hoặc là phát âm hoặc là giao tiếp thì các bạn có thể tham khảo hoặc học cũng được nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye nhé. Bye bye. Ok. Bye bye nha. Bye 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 bye. Bye bye nha. Bye bye. Bye bye mọi người. Kênh YouTube của anh ở trên link bio TikTok có luôn ha, Đức Thịnh ha. Kênh YouTube giống như kênh TikTok luôn ấy. The Prada's House ha. Ok. Rồi, mọi thông tin ở trên link bio TikTok có nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.